Mở đầu phim là cảnh Tôn Ngộ Không bị phong ấn dưới đáy biển Nam Hải và phần phim này lấy mốc thời gian xảy ra trước khi câu chuyện của Tây Hành Kỳ bắt đầu. Nếu các bạn chưa xem qua loạt phim Tây Hành Kỳ, vậy thì đừng quên ghé xem và trải nghiệm nhé! Video này là nội dung phần ngoại truyện nhằm giải thích những gì đã xảy ra trước đó. Video này spoil toàn bộ nội dung, các bạn có thể cân nhắc trước khi xem. Kết thúc đoạn mở đầu là cảnh Tôn Ngộ Không đi lên thiên giới gặp công chúa Tố Y. Hai người trò chuyện vui vẻ chưa được bao lâu thì bị thiên binh thiên tướng phát hiện. Một bên là yêu, một bên là tiên, từ khi sinh ra đã là địch, cho nên đôi bên không cần nói quá nhiều lên động thủ, mặc cho Tố Y liên tục khuyên ngăn. Các thiên binh thiên tướng lần lượt xuất thủ, thậm chí họ còn kết trận tạo thành thiên la địa võng bảo vệ Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của đối phương, khí thế của Tôn Ngộ Không chẳng những không giảm, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Cậu hóa phép ra 3.000 phần thân đập cho cả đám tan tác. Đúng lúc này, một cây thương có kèm theo luồng hỏa diễm nóng rực xuất hiện. Rất nhanh sau đó, kẻ được gọi là Tam Nhãn, thần tướng mạnh nhất trong truyền thuyết xuất hiện. Có vẻ như Tam Nhãn không thích nói quá nhiều, cho nên không mất quá nhiều thời gian liền cùng với Tôn Ngộ Không giao thủ. Mà Tôn Ngộ Không bên này thì trái ngược, cậu vừa đánh vừa tranh thủ hỏi thăm đôi câu. Đôi bên đánh nhau hơn 1.000 hiệp thì nam chính bất ngờ biến hình, trở thành khinh không siêu to khổng lồ. Sau đó thì cả hai lại tiếp tục giằng co, khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy. Sau khi trải qua vài tỷ hiệp thì Tam Nhãn lấy ra kỹ năng được gọi là Thiên Chu. Thoạt nghe tới hai từ Thiên Chu cũng có thể đoán được đây là một chiêu thức rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thì vẫn bị Tôn Ngộ Không ngăn cản cùng hóa giải. Tới đây thì có vẻ như Tam Nhãn bị rơi vào thế hạ phong, mà Tôn Ngộ Không thì vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc đôi bên định làm thêm vài tỷ hiệp nữa thì Như Lai xuất thủ. Như Lai chỉ đứng từ xa tùng trưởng nhưng đã có thể chèn ép Tôn Ngộ Không nằm quỳ xuống đất. Tô Y thấy vậy chạy tới nhưng cậu đã dùng gậy của mình ngăn cản cô nàng. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cậu vẫn bị Phật Tổ phong ấn tại Cự Thần Sơn. Chẳng biết trải qua bao lâu, Như Lai đi tới Cự Thần Sơn tìm gặp Ngộ Không. Hắn từng nghe được Tố Y kể lại rất nhiều về cậu, nói rằng cậu có lòng chính nghĩa cho nên tò mò muốn tới xem thực hư. Như Lai yêu cầu Tôn Ngộ Không chơi một ván cờ vây, nếu thắng sẽ thả cậu ra ngoài. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền lập tức đồng ý. Tuy nhiên sau khi được thả ra thì anh chàng này liền thay đổi thái độ, có ngu mới chơi với ngươi. Sau đó thì lao tới định bán hành cho Như Lai. Chưa dừng ở đó, cậu còn biến ra nhiều phân thân để lao vào bắt. Trải qua một ngày một đêm đuổi bắt, cả đám Tôn Ngộ Không mệt mỏi kiệt sức, đành chấp nhận đánh cờ. Cả hai chơi nhiều vòng liên tiếp, nhưng lúc nào Ngộ Không cũng thua nên đâm ra tức giận. Như Lai khuyên ngăn cậu rằng phải tịnh tâm và trị được cái tôi của bản thân đang bộc trực trong người. Tới đây thì cậu hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt Tố Y. Ngày hôm đó, Tố Y lèn ra ngoài chơi và vô tình tới Hoa Quả Sơn, cô gái trẻ vui mừng trước cảnh vật nơi này. Đó làm cô quên đi thiên giới bồng lai tẻ nhạt. Trong lúc đang thả mình trong làn suối mát lạnh thì không may cái chân va phải tảng đá dưới nước khiến cho nó chảy máu. Người thấy mùi máu, một con thủy quái siêu to xuất hiện tấn công Tố Y khiến cho cô nàng suýt chút nữa trở thành món thịt sống. May mắn thay Tôn Ngộ Không vừa kịp lúc trở về nên đã kịp thời ra tay cứu trợ rồi hai người họ làm quen với nhau. Tố Y cảm thấy Tôn Ngộ Không rất thân thiện, gọi cậu là hầu tử đại vương mà Ngộ Không cũng cảm thấy cô nàng rất đáng yêu. Hai người họ chẳng biết lúc nào đã coi nhau như người bạn tri kỷ. Tuy nhiên thì rất nhanh sau đó một đám thiên binh từ thiên giới xuất hiện. Mục đích của họ là muốn đưa cô nàng trở về, thậm chí còn đổ lỗi cho Ngộ Không cho rằng cậu cố ý quấy rối. Tố Y nghe vậy giải thích, nhưng gã ta lập tức phủ nhận, yêu quái sinh ra đã là gian ác, đó chắc chắn là trò lừa gạt. Tới đây thì Tôn Ngộ Không tức giận đáp trả, tên hề này ở đâu ra vậy? Sau đó thì đôi bên bắt đầu một màn cọ sát nhẹ. Đám người thiên giới bị đánh tan tác. Vì không muốn liên lụy tới Tôn Ngộ Không nên Tố Y đã đồng ý quay trở về, cô còn nói rằng giải thích rõ ràng với đế thích. Sau khi kể tới đây, cậu bắt đầu mất bình tĩnh, tại sao thần và yêu lại phân cao thấp tới vậy? Như Lai trả lời, đây là định kiến hàng nghìn năm về trước, khó có thể thay đổi được. Tiếp tục một đoạn hồi tưởng, công chúa lại ghé thăm anh một lần nữa, hai người cùng nhau chơi đùa, cô nói thiên cung đang chuẩn bị hội bàn đào, cho nên lần này cô có thể ra ngoài được thêm mấy ngày. Nghe vậy Ngộ Không vui vẻ, đồng thời dẫn Tố Y vào một hang động tuyệt đẹp. Nơi đó có rất nhiều đom đóm. Nhìn ngắm phong cảnh nơi đây, cô nói rằng ước gì mình có thể ở đây luôn, không về thiên giới nữa. Tôn Ngộ Không nghe vậy an ủi Tố Y đừng trở về. Nhưng Tố Y sinh ra ở thiên giới, không được tự do lựa chọn. Hơn nữa cô còn rất tôn kính người phụ thân của mình và nói ông ta là người luôn bảo vệ chính nghĩa. Cô muốn Ngộ Không sau này cũng giống như vậy. Bảo vệ ánh sáng của thế gian chính là lý tưởng. Chỉ cần lòng mang đại nghĩa, mưu cầu hạnh phúc cho chúng sinh, là người hay yêu thì có gì khác biệt đâu. Sau đó thì Tố Y tặng cho cậu một lá bùa được làm từ chiếc lông đuôi rụng xuống lần đầu tiên của con chim làm vũ, mong là khi thấy lá bùa thì đại vương sẽ nhớ tới mình.
Kể tới đây, tâm trạng của cậu buồn bã và tức giận. Khi ấy thực sự rất vui, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hối hận. Như Lai ngồi bên cạnh an ủi. Tiếp tục đoạn hồi tưởng, lần này Ngộ Không chủ động đi lên thiên giới, lèn vào tiệc ban đầu làm nhẹ vài quà ăn chơi. Nhìn thấy cậu xuất hiện, các nữ tỳ hoảng loạn. Trong lúc đang nói chuyện với cô nàng thì thiên binh thiên tướng xuất hiện. Đây chính là cảnh đã xuất hiện ở phần đầu phim. Cậu chỉ muốn lên thiên đình để thăm công chúa, nhưng các đại tướng thần tiên thì lại muốn xuống tay hạ sát, cho rằng yêu quái là tầng lớp tàn độc không sánh được với tiên. Thấy như vậy, Như Lai an ủi, hóa phép áp chế Ngộ Không và khuyên rằng đừng lấy sự tức giận trong quá khứ mà lạc lối ở hiện tại. Sự việc cậu tới thăm Tố Y gây náo loạn cung đình khiến cho cô bị phạt không được rời khỏi tiên giới nữa. Nước cờ này, người đã suy nghĩ một năm nhưng vẫn thua. Như Lai lại nói, cậu chỉ quan tâm cái được cái mất nhất thời mà không nhìn thấy toàn cuộc. Giống như cậu chỉ muốn đưa công chúa rời khỏi thiên giới mà quên rằng cô ấy muốn cậu trở thành anh hùng chính nghĩa nhằm thay đổi thành kiến giữa yêu và thần. Rồi hai người họ tiếp tục đánh cờ. Thời gian trôi qua mỗi lúc càng nhanh, mải miết đã trôi qua vài trăm năm nhưng Ngộ Không vẫn toàn thua. Cái đầu cùng thân thể cậu lúc này đã mọc đầy cỏ dại. Cho tới trận cuối cùng, trải qua 300 năm thì cũng lấy được thắng lợi. Đánh cờ cũng giống như nhìn vào toàn cục. Hành động lần này cũng chứng tỏ rằng suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Trước khi rời đi, Như Lai còn nói, đợi khi cậu trợ giúp Đường Tam Tạng lấy được ngọn lửa sáng thế cứu nhân loại thì ngài sẽ đích thân đưa Tố Y tới gặp. Nghe vậy, bên này đồng ý ngay lập tức mà không do dự. Nơi khác, Sắt Tâm Quan Âm tới gặp Đường Tam Tạng thông báo nhiệm vụ. Rất nhanh sau đó, Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện. Hai thầy trò lập tức lên đường. Xong việc, Sắt Tâm quay trở về bẩm báo cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nói, chỉ có người được chọn đó chính là Đường Tam Tạng mới lấy được ngọn lửa. Đây chính là lý do tại sao mà đám người thiên giới phải để cho ông ta đi. Ngoài Tôn Ngộ Không hộ tống thì hành trình lần này còn có thêm Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh. Cũng không biết là hai người họ đã gia nhập từ lúc nào. Trên quãng hành trình, bốn người cùng nhau đồng tâm hiệp lực diệt trừ yêu ma quỷ quái. Sau N năm miệt mài vừa đi vừa chiến đấu thì cuối cùng cũng tới nơi. Trước mắt là ngọn lửa sáng thế. Chính xác hơn là một cột lửa nóng hừng hực như thể muốn thiêu đốt cả thế gian. Vừa tới gần đã muốn đốt cháy da thịt. Ngay cả chúng thần cũng không thể tới gần đó. Mặc dù biết ngọn lửa này có thể đốt ông thành món thịt quay nhưng không còn cách nào khác. Muốn lấy được đồ vật thì lại cần phải xông vào. Cho nên Đường Tam Tạng đành phải đâm lao theo lao mà vào. Vì không thể bỏ lại sư phụ một mình ở bên trong nên Ngộ Không cũng lấy đà lao tới. Bên ngoài chỉ còn lại hai người Bát Giới và Ngộ Tĩnh. Vừa vào tới bên trong, Ngộ Không liền nhận ra đây hóa ra chỉ là ảo ảnh. Bản thân sư phụ cậu đang ngồi khóc nhưng khi chạm vào thân thể ông thì thân thể liền tan biến. Sau đó là một loạt hình ảnh của Tố Y, nhưng kết cục vẫn là vừa chạm vào người nàng thì nàng liền tan biến. Tất cả những điều này khiến cho cậu gục ngã. Đúng lúc gần tuyệt vọng, cậu nhận ra Tố Y không thể xuất hiện tại đây được. Cậu bắt đầu lấy lại bình tĩnh và đứng lên đi tiếp. Khi tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy sư phụ mình đang cố gắng lấy ngọn lửa. Sức mạnh của ngọn lửa quá lớn và nó bắt đầu bùng phát. Thấy vậy, Ngộ Không vội vàng lao tới, đưa sư phụ mình rời đi. Cả hai cùng nhau bước ra từ đống tro bụi. Tới đây thì mặt mày của ai nấy đều hớn hở, nhiệm vụ đã xong. Cả nhóm lập tức trở lại thiên giới. Tại cung đình lúc này, Tố Y vui mừng vì sắp được gặp lại Ngộ Không nên cô bèn chạy tới khoe với cha mình. Nhưng không thấy ông ta đâu, cô vô tình đi vào một căn phòng bí mật tăm tối và nghe được câu chuyện của phụ thân mình. Hóa ra ông ta đang muốn chiếm đoạt ngọn lửa sáng thế nhằm độc chiếm thế giới, bách chiến bách thắng. Tố Y cố gắng khuyên giải nhưng ý đã quyết, không ai có thể ngăn cản. Cho nên ông ta đã không ngần ngại tiễn Tố Y lên đường xuống địa ngục. Qua ngày hôm sau, Như Lai đi tới gặp Đế Thích thông báo tin tức về ngọn lửa sáng thế. Như Lai nói muốn đưa Tố Y tới đón Ngộ Không trở về, nhưng Đế Thích lại nói ngày hôm qua Tố Y đã bạo bệnh mà chết. Ông cần tỏ vẻ thương tiếc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tuy nhiên thì Như Lai đâu phải là người cả tin, Như Lai đã nghi ngờ Đế Thích cho nên quyết định xuống âm giới để tìm Tố Y. Trở lại với thầy trò Đường Tam Tạng, cả bốn người lúc này đã về thiên giới. Trong lúc đang còn nghỉ ngơi thì Ngộ Không nghe được giọng nói của ngọn lửa sáng thế. Cô cầu xin cậu đừng giao cho Đế Thích, điều này không chỉ xảy ra một lần mà là nhiều lần. Cho nên khi tỉnh dậy, cậu lần nữa nói cho sư phụ nghe về giấc mơ của mình nhưng ông ấy vẫn không tin. Cuối cùng cả nhóm vẫn tới cổng cung đình. Họ được mọi người chào đón, chỉ là cậu nhận ra Tố Y và Như Lai không có mặt ở đây cho nên bắt đầu nghi ngờ. Ở âm giới trong lúc tìm kiếm linh hồn của Tố Y thì âm giới vương xuất hiện đưa ra yêu cầu giúp đỡ, yêu cầu Như Lai chơi một trò chơi với gã. Gã muốn Như Lai tìm ra Tố Y trong đúng linh hồn dẫn đường. Vì tất cả đều giống nhau và đều bị xóa đi ký ức nên Như Lai đã không tìm ra. Tuy nhiên thì mục đích thật sự của âm giới vương chỉ là muốn câu giờ để cho tam muội chân hỏa trên người Như Lai tắt. Nếu như nó tắt, ông sẽ không cách nào rời khỏi âm giới nữa, thậm chí hồn phách của mình cũng thuộc về âm giới vương.
Khi nhận ra được điều này thì đã quá muộn, Tam Muội Chân Hòa chính thức bị dập tắt, Âm Giới Vương cười sảng khoái đắc ý. Tại bên dưới tòa, trước khi Sáng Thế Chi Hỏa rơi vào tay Sát Tâm thì Ngộ Không lần nữa nghe được tiếng cầu cứu. Tới đây thì cậu quả quyết, mọi thứ mà Sáng Thế Chi Hỏa nói tuyệt đối không sai. Cho nên đã mạnh mẽ lao tới Đoàn Lý, sau đó đôi bên tranh luận một hồi. Ngộ Không thắc mắc hỏi chuyện tại sao Tổ Y lại không ở đây mà Như Lai cũng không có xuất hiện. Tất cả những lời này chỉ được đáp lại bằng những câu, người không có tư cách, ngươi chỉ là yêu quái. Kể cả khi Đường Tam Tạng cố gắng khuyên ngăn, nhưng ý đã định, cậu vẫn khư khư bảo vệ nó như sinh mạng của mình. Cậu nhớ tới lời Tố Y từng nói, bảo vệ thế gian chính là bảo vệ chính nghĩa. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền cất ngọn lửa vào trong tim mình. Và sau đó nói một câu mà có lẽ các bạn đã không còn xa lạ gì nữa. Muốn lấy nó thì trước tiên, hãy bước qua xác ta trước đã. Đôi bên trao đổi không thành, cho nên chắc chắn sẽ phải lấy thực lực ra nói chuyện. Để Thích Thiên sai Tam Nhãn Thần Tướng tới giải quyết vấn đề. Thầy trò Đường Tam Tạng bên dưới cố gắng khuyên ngăn đường đánh, nếu đánh sẽ không còn đường quay lại nữa. Tôn Ngộ Không cho rằng mọi thứ lúc này đã quá muộn rồi, cách duy nhất lúc này chỉ là chiến mà thôi. Tam Nhãn Thần Tướng từ từ đi lại, trên tay kéo lê cây trường thương của mình thành vệt dài dưới đất. Đôi bên lao vào nhau quần chiến, cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu hiệp nữa, điều duy nhất có thể nhận ra đó chính là mọi thứ xung quanh đã bị phá tan tác. Sau một hồi giằng co không có kết quả, Đường Tam Tạng thấy tình trạng đã thảm, thấy cục diện chẳng lành nên chủ động tới cầu xin Đế Thích nhằm hy vọng ông ta sẽ tha thứ cho hành động của Ngộ Không. Tuy nhiên chưa kịp tới thỉnh cầu đã bị Sát Tâm ngăn lại. Hắn yêu cầu Đường Tam Tạng hãy niệm cầu cô chú để khống chế Ngộ Không. Nếu như không làm như vậy thì không chỉ có Ngộ Không, kể cả ông hay hai đệ tử bên cạnh cũng bị cho là làm phản. Hai người Bát Giới và Ngộ Tinh lúc này phân vân nên đánh hay không đánh. Nếu sư phụ đánh thì cả hai sẽ đánh, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị Sát Tâm khống chế. Đường Tam Tạng suy đoán Ngộ Không đã liều mạng làm chuyện này, cho nên ắt hẳn sẽ có lý do, có thể cậu ta đang làm đúng. Nhưng ông thật là sư phụ của cả Bát Giới và Ngộ Tĩnh, cho nên không thể không niệm chú. Hơn nữa hành động niệm chú này có thể sẽ khiến Đế Thích tỏ lòng nhân từ tha cho Ngộ Không một mạng. Sau khi niệm chú, Ngộ Không lập tức rơi vào thế yếu, cậu hầu như không còn lực phản kháng và bị đâm một thương chí mạng vào tim. Sau khi Ngộ Không bị hạ đao ván, Đường Tam Tạng cố gắng cầu xin nhưng Sát Tâm đã thay đổi thái độ. Chuyện này không do người quyết định, hắn đã giấu ngọn lửa sáng thế vào tim là đã định cuộc bằng cả mạng sống rồi, nhưng mà hắn đã thua. Ngộ Không nằm dưới đất thét lên, sư phụ, vì sao người không tin con, còn rất tức giận. Vừa nói hết câu liền bị Tam Nhãn Thần Tướng đâm xuyên tim, sau đó lấy ra đó hoa sáng thế chi hỏa. Chiếc vòng kim cô cũng theo nhát thương đó mà rơi ra ngoài. Tôn Ngộ Không cố gắng cầm lấy lá bùa của Tố Y ban tặng và sau đó chính thức nhắm mắt xuôi tay. Tam Nhãn đưa đó hoa cho Đế Thích. Đế Thích yêu cầu trấn áp hồn phách của cậu xuống Nam Hải, đời đời không thể tái sinh. Mọi thứ tới đây đã là tàn cuộc. Đường Tam Tạng tự đấm xuống mặt đất và cầm chiếc vòng kim cô khóc lóc đau đớn, tự hỏi tại sao đây chính là từ bi của thần dành cho chúng ta sao? Có lẽ không có gì có thể đau khổ hơn khi mà chính bản thân mình hại chết đồ đệ của mình. Về phần của Bát Giới, anh chàng này đã bị bẻ gãy răng nanh. Khi đã mất đi răng nanh, vậy thì Bát Giới cũng không khác gì bị phế đi tu vi. Sau trận chiến thiên giới, Ngộ Không bị giam cầm ở đáy biển Nam Hải. Khi mọi thứ lần nữa bắt đầu thì thời gian đã trôi qua 16 năm. Cái bẫy mà thiên giới bày ra đã khiến bản thân cậu bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Cậu nhớ về ngày tháng ở cùng với Tố Y và cậu cũng nhớ lại lời nói mà Tố Y đã từng nói. Muốn mình trở thành một anh hùng bảo vệ chính nghĩa. Cậu cảm thán, có lẽ mình đã làm được rồi, chỉ là không biết có thể gặp lại Tố Y nữa hay không. Và tới đây thì phần ngoại truyện chính thức khép lại. Nếu các bạn muốn hiểu rõ nội dung chi tiết hơn về kết cục của Tôn Ngộ Không, vậy thì hãy xem loạt phim Tây Hành Kỷ để trải nghiệm nhé. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!